Đây là bản đồ nước Việt Nam. Quý vị biết này là bản đồ nước Việt Nam nha. Mà lúc đó Kiệt đã được cái hồn thiên sông núi của nước Việt đã dạy dỗ cho Kiệt. Thì trong đó có những vị thần, những vị vua của nước Việt. Họ về họ dạy Kiệt. Nhưng mà họ là vô vi. Kiệt là nửa người, nửa không phải là con người. Nửa người phàm, nhưng mà không phải người phàm. Thì quý vị nói làm sao mà để cho nước Việt thức tỉnh, để biết là có trời Phật, có những vị thần thánh sau lưng của mình đang uyển chuyển quả địa cầu. Thì lúc đó mấy vị mới làm ra cái bản đồ nước Việt Nam này nè. Khi quý vị làm cái bản đồ nước Việt Nam này á, để cho những lãnh đạo và những con dân nước Việt á, phải thức tỉnh. Ồ sao chuyện lạ. Nhưng mà họ chỉ thấy chuyện lạ rồi cái họ cũng quên. Rồi sau đó Phụng Hoàng Lửa xuất hiện ở Sài Gòn để báo động những chuyện không hay xảy ra nữa. Đây là Phụng Hoàng Lửa. Cái Phụng Hoàng xuất hiện ở Sài Gòn, người ta cũng thấy lạ rồi chụp cái đống hình. Rồi cuối cùng rồi cũng lơ. Bởi vì chúng sanh nó lì, cực kỳ lì. Không có hiểu sao mà phải mà nói chuyện. Đúng ra đó, khi mà mọi người biết Kiệt tái sanh mang thân người là ai cũng phải quản hồn đi, phải không? Ai cũng phải tu tập, ai cũng phải thức tỉnh. Không, ở trên phải cho nhiều hiện tượng vậy mà cũng không biết sợ. Tới ngày hôm nay cũng vẫn chưa biết sợ. Rồi, cầu này cầu Long Biên đó, ở Hà Nội nha quý vị. Thì câu này là long dĩ xà đầu, khởi chiến tranh can qua xứ xứ khổ đau binh, mã đời dương cước anh hùng tận thân dậu niên lai kiến thái bình. Cái nghe là những cái hiện tượng này để báo cho mình biết là cái trái đất này nó qua một thời kỳ đen tối. Nhưng mà sau thời kỳ đen tối á, sẽ có một vị Phật, một sức chúng để mà làm lợi cái trái đất này thanh bình và mọi người có cơm no ấm, sống một cuộc đời vui sướng. Đó là vàng kim. Thời vàng kim mà mình nói tiếng của bên miền Tây á, thì là hội Long Hoa đó, thì có người hiểu nhưng mà Bắc có nhiều người không hiểu. Thì mình nói thời vàng kim tức là thời sung sướng. Thì hôm nay nước Việt trải qua một cái giai đoạn thêm một lần nữa sẽ khổ. Trong những tháng kế tiếp mình sẽ có nhiều thiếu thốn, thiếu về tiền bạc, thiếu việc làm, thiếu thức ăn, thiếu thuốc men, thiếu xăng nhất. Tại khi mà Biển Đông mà tàu mà đánh một cái là mình sẽ không có cái đường nào để mà tiếp tế vô nước Việt hết á. Cái gì thấy á, mấy ông rồng của Kiệt xuất hiện rất là nhiều lần trong bao nhiêu năm nay để cho mọi người biết là rồng phụng trên mây, ai mà có phước sẽ nhìn thấy được rồng phụng trên mây. Thì tất cả những gì bề trên đã làm hết sức mình rồi, và đồng thời Kiệt mang sắc phàm, nhưng mà Kiệt là con của Thượng Đế, tuân lệnh của cha và hội đồng chư Phật, xuống đây mang tiếng người, mang thân người, nói ra tiếng người, nói ra tiếng Việt, để mà đánh thức tỉnh biết bao nhiêu người, để mà dìu dắt con rồng cháu tiên đi đúng đường thuận thiên. Thì 4 năm trước Kiệt lập ra cái này để mà ngài mà gọi là còn bập bẹ, để mà cho mình hiểu được là mình làm gì làm mình phải giữ cái nền đạo đức, mình không có cãi được với ý trời. Người nào cãi trời, giàu cho tiền của giàu sang cực kỳ bao nhiêu, cuối cùng rồi buông tay cũng không có mang theo được gì, chỉ mang theo tội mà thôi. Đó là làm thú. Kiệt mang thân người lên đây nói đến 212 cái clip, tính luôn clip này. Và 4-5 năm nay những lời nói đều là từ trong cái trái tim nói ra, lời thật, lời thiệt. Có những cái chuyện nói nó siêu nhiên,
Tại vì ban ngày thì Kiệt lên đây Kiệt là người thường, nhưng ban đêm Kiệt không phải người thường. Kiệt nói những cái siêu nhiên, nhưng mà ngoài kia có những người biết tu tập tâm linh họ hiểu. Cái quan trọng là nó có đúng hay không. 212 cái clip tới ngày hôm nay, những cái gì Kiệt nói nó hoàn toàn có thật, xảy ra 90%. Cái kế tiếp là Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, Đức Thầy xuất hiện, nước Việt sẽ thay đổi, Trung Cộng sẽ chia 5, sẽ 7. Đó là cuối cùng của cái thế giới này, sẽ có chiến tranh thứ ba, sẽ xảy ra điều hết, toàn diện hết. Hôm nay người nào mà còn nghi ngờ Kiệt hay là không hiểu nữa thì coi như là Kiệt bó tay bó đuốc, không có biết làm sao mà để nói cho họ hiểu nữa. Quý vị chỉ cần gán ăn hiền ở lành, gán tu tập, đó là mong muốn của Kiệt, chỉ có vậy thôi. Càng đông người mà về trời chừng nào á thì Kiệt được cha mẹ khen. Cho nên Kiệt mong quý vị về hết kỳ này đông đông với Kiệt. Chứ còn bây giờ gần 4 năm chỉ được có một số nhỏ thôi, không có tới một phần nghìn nữa họ thêm. Họ không có hiểu, họ không có hiểu và bị chướng ngại nhiều quá. Phật tử thì chắc cờ gục cờ gù, còn con chiên thì quá cứng, khó độ. Rồi dân chơi mã tấu thì thôi càng khó nói chuyện luôn. Rồi mấy anh kiến cận nữa, bó tay với kiến cận luôn. Rồi sân trước sân sau giàu có thì càng không có hiểu mình nói luôn. Cho nên năm loại đó thì đầu hàng vô điều kiện. Có năm loại đó đó. Chúng kia ông Trần có bị gì tố không? Hình như không rồi đó. Thắng giọng rồi mà. Bữa nhiều người lắm, mấy ngày, mấy tuần trước á. Cả đóng người kêu kìa thắng giọng rồi. Món ăn ngon, nói chú nói về bảo đi chú. Hồi Tết thì nói, mấy gì nói là khí hậu của trái đất từ từ ổn định lại nha quý vị. Mưa thuận gió hòa. Phải bắt cái điện thoại này cho ai mà nó gọi hoài ta. Chúc mình nói những hương linh, vong linh đã ăn năn sám hối, làm sao để có thể giúp họ được cơ hội đầu thai trong kỳ đại ân xá. Quý vị nên nhớ, mình còn một hơi thở cuối cùng khi mang xác phàm, nó cực kỳ quan trọng. Còn Kiệt đã từng giải thích, ở trên núi Kiệt có những vong linh nó chết hàng mấy trăm năm, giờ kêu nó tu nó không biết tu nữa, nó chỉ đi lang thang nó xin ăn thôi, tại vì cái tưởng giác của nó cũng đòi ăn đó. Chứ còn mà vong linh mà tu á, mà ngồi thiền á, mình chỉ ngồi nửa tiếng là mình vô định phải không, còn nó phải ngồi tới nửa tỷ năm á, tại vì không có thân người làm sao mà tu. Cho nên khi thường nói với vị là mình còn mang thân người một phút thì mình phải trân trọng cái xác phàm một phút, tu tập để mà mình được nhiều hơn. Còn khi đã thành ma rồi em chỉ có đi phá làng phá xóm, rồi đi đòi ăn đòi uống tối ngày thôi à. Rồi cứ tụ vô trong chùa vậy đó. Ngày nào mà cái người ở trong chùa mà không có cúng á, là bắt đầu tối là kéo chừng tài. Những cái hành động vậy đó. Mười Ly, con muốn hỏi về ông Thánh Giống có thật không? Thì ông Kiều Nguyên Tá làm sao á, thì ông Thánh Giống vậy á. Cộng sản á, đảng Cộng sản họ không, họ vô thần, nhưng mà họ lại tin dị đoan nha quý vị. Họ biết sấm cơ, họ đặt ra một đống thiên tử giả, một đống Phật Di Lặc giả. Họ nghĩ những người này trong tương lai sẽ những cái dù để cho họ nắm nếu mà có chuyện gì phải không.
cho nên tự mình suy nghĩ. Còn còn làm thiên tử mà cũng có thiên tử giả nữa, thấy tức cười không? Có khi nào vàng vàng giả hay là cục than đó, thành cục vàng không vậy? Cái thật cái giả ai cũng là chánh, ai cũng là tà, nhưng mà làm cái gì có lợi ích cho quần sanh á thì đó là chánh, đó là thật. Quý vị phải có chánh kiến, phải biết hỏi, chứ còn hỏi câu bình thường quá nhìn là biết rồi. Thiên tử phải có rồng hộ mệnh, phải có ngọc ảnh và có quyền uy ở bên cõi vô hình, chứ không phải mà nói bằng miệng không đâu quý vị. Ở trong cõi vô hình á, thiên ma đó nó quýnh lúc nào cũng hay á, phải có những vị hộ pháp, thì có 18 vị là hán hộ nè, có thiên minh thiên tướng rất là đông nè, có mấy ông rồng 4-5 ông nữa nè, nếu không mới sắp phàm không có ngồi để nói chuyện được đâu đó. Còn mà kia ai muốn giả là giả, nhưng mà giả để mục đích để làm gì, mục đích tốt thì cũng không sao, nhưng mà mục đích mà chỉ mà lãnh lương mà cứ giống như cái máy bị ghè vậy, hát tới hát lui có nhiều đó hoài đó, không có biết gì khác ngoài đó. Còn lập đạo chỉ có con của ông trời mới lập, còn ngoài ra ít có ai mà dám gan mà lập đạo, quý vị nên nhớ. Tại vì lập cái đạo phải có ấn chứng của Thượng Đế và Hội đồng Chư Phật thì cái đạo nó mới đúng, và người đó phải có chân mệnh, chứ đâu phải là ai xin thì là đúng đâu. Bây giờ ai cũng có quyền nói theo ý của ta mà, mình đâu có bịt miệng của mỗi người được. Có một cái là những người đó thuộc thuộc dạng nhà ma quỷ, cho nên họ không có sợ mất xác mất hồn. Thì khi mà họ hết phước của thế gian á thì lúc đó quá muộn rồi, kiệt này cũng không có nổi, sinh cũng cố không nổi.